một người sống gắn bó 5 năm đầu tiên của tuổi thơ, có nghĩa là từ khi bác hồi sinh ra đến khi bác lên 5 tuổi. Em là hướng dẫn viên tại điểm ạ, sẽ cùng với anh chị các cháu tìm hiểu tại sao bác Hồ được sinh ra tại quê ngoài Hoàng Chu mà không phải là quê người bạn Lạng Sơn. Thưa với đoàn mình là tên của di tích thì nó gắn liền với vùng quê. Làng này trước đây còn là làng Chùa, bây giờ còn là làng Hoàng Chu. Nó nằm cách làng Sơn quê người bác Hồ khoảng 2 km. Và hai làng này thì cùng chung một xã. Xã này trước đây có tên gọi là Trung Cừ, bây giờ có tên gọi mới, đó chính là Kim Liên. Về với Hoàng Chu bên ngoài ạ, có thể rằng di tích này nằm trong khu vườn khá rộng, ở đây tới 7 sao đúc bồ. Mà 7 sao đúc bồ có nghĩa bình tương đương với khoảng là 3.500 m². Ở đây thì có tất cả là 3 ngôi nhà. Nhà ngói ở phía sau vườn ta vừa làm lễ dân hoa, đây là nhà thờ chi nhánh dòng họ Hoàng Xuân, dòng họ bên ngoài bạc. Nhà canh ba sang bảy nhỏ phía bên kia vườn á, lát nữa em sẽ dẫn đoàn sang thăm. Đó chỉ là ngôi nhà mà cách đây 130 năm bác Hồ chúng ta được sinh ra. Còn nguồn gốc chúng ta phải kể đến ngôi nhà canh năm sang khá rầu mày, đây chỉ là nhà của bác ngoại. Nhìn vào bản hiện vật trong ngôi nhà, ta cũng đoán được ngày đó gia đình ông bà ngoài bác Hồ là một gia đình nhà nho khá giả. Cụ ông thì có tên gọi cụ Hoàng Xuân Đường, cụ sống bằng nghề dạy học. Cụ bà lại cụ Nguyễn Thị Kẹp, bà làm ruộng lại có thêm nghề trồng dưa lưới tầm dệt vải nữa. Hai ông bà sống rất đầm ấm hạnh phúc và sinh được hai cô con gái đẹp người đẹp nết. Người con gái đầu lòng là cô Hoàng Thị Loan, sinh năm 1868, sau này chỉ là mẹ bạc. Và người con gái thứ hai, cô Hoàng Thị An, sinh năm 1877, sau này là dì của bác Hồ chúng ta. Nhà ông bà ngoài bác Hồ chỉ có hai cô con gái thôi. Về sau một ngôi nhà tranh năm sang khá rộng này, lại đón về nuôi thêm một cậu học trò nghèo, một cô nữ. Cậu học trò đó tên là Nguyễn Sinh Sắc, đó chính là thân sinh bác Hồ kia chúng ta. Câu chuyện ạ, đã được bà con Hoàng Trù là truyền nhau kể lại. Ông Sắc Vũ được sinh ra tại làng Sen quê đồi, cách đây chừng khoảng 2 cây số. Nhưng ông sớm gặp một hoàn cảnh rất éo le, đó là lên 3 tuổi ông đã mồ côi cha, 4 tuổi ông sắp mồ côi mẹ nữa. Ngày đó ông ở cùng với anh trai cùng cha khác mẹ tên là Nguyễn Sinh Thuyết. Nhà nghèo không được đến trường, chỉ có mỗi lần đi chăn trâu cắt cỏ ngoài đồng thì ông sắp mời thường đưa sách ra để đọc. Cụ Hoàng Đường nhiều lần lên tới nhà bà tại Lạng Sen, bắt gặp vẹn thường đó đã làm cho cụ vô cùng xúc động. Cụ mới quyết định lệnh đón bé sắc từ Lạng Sen quê nồi để về Hoàng Trù này từng điểm dạy cho học chữ. Sau này cảm với đức bệnh vì tài, cụ đã gả người con gái đầu lòng, đó chính là cô Hoàng Thị Loan, chúc Nguyễn Sinh Sắc. Lễ cưới của bố mẹ bác Hồ được tổ chức vào năm 1883, chính đốc tài của nhà tranh năm sang này. Như vậy là hôm nay, dành toàn thời gian tình cảm ạ, anh chị các cháu về đây, chúng ta hiểu thêm một điều rằng, bố bác Hồ là từ một đứa trẻ một cô ấy, được ông bà ngoại đón về đây nuôi chăm học, sau đó thì được chồng làm con rể của gia đình. Có thể nói rằng hạnh phúc mà bố mẹ anh sẽ bác Hồ có được công lao lớn nhất đó là nhờ vào ông bà ngoại bác. Sau lễ cưới của bố mẹ bác Hồ, cụ Hoàng Đường đã thương con thương rể không có nhà không có đất. Ông vừa mới quyết định là cắt đất dựng nhà, làm ngôi nhà tranh nhỏ 3 gian 7 nhỏ phía bên kia vườn này làm chỗ riêng cho hai con sau lễ cưới. Điều này nó cắt nghĩa tại sao? Bác Hồ chúng ta cùng anh chị em được sinh ra tại quê ngoài Hoàng Chu mà không phải là quê nổi bạc Lạng Sơn. Mặc dù hai quê ngoài nổi ạ, chỉ nằm cách nhau có 2 cây số. Từ khi bác Hồ xa quê đến khi bác Hồ chúng ta qua đời, bác chỉ trở về thắp lại Hoàng Chu quê ngoài này để có một lần duy nhất. Đó chỉ là ngày 9 tháng 12 năm 1964. Ngày đó thì bác Hồ của chúng ta đã là một cô già 71 tuổi rồi. Về thăm quê bác vào thăm ngôi nhà cậu bà ngoài, kỳ vật trong ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, người thân lúc này không còn ai nữa, bác vô cùng xúc động. Bác xin phép bà con thắp một nén hương thơm để tưởng nhớ tới tất cả người thân trong gia đình bác. Và cuối cùng bác về thăm lại ngôi nhà nhỏ, đây chỉ là ngôi nhà nơi bác Hồ chúng ta được sinh ra. Hiểu rõ hơn thì mời cô chú anh chị các cháu ạ, mình sẽ sang thăm nhà bác ở bên này, ta sẽ nghe và hướng dẫn đồ xin tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em ơi, cô chủ anh chị các cháu bây giờ di chuyển vào vị trí nha. Số lượng bao nhiêu thì mình được hiện ngoài nhé, còn ít người thì chúng ta bao nhiêu nha, mình quan sát kỹ hình thật hơn. Thưa quý đoàn binh, cái ngôi nhà này mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều trên vô tuyến trên hình rồi. Đây là ngôi nhà mà cách đây 130 năm Bác Hồ chúng ta đã được sinh ra. Khi về thăm hoàng trù quê ngoài á, thì cổ nhà thơ Tổ Hữu, ông bị xúc động viết hai bần thơ rằng: ba gian nhà trống nộm đưa võng, một chiếc giường con chịu máu manh. Quả thật là đúng như vậy, nhà của Bác Hồ là có ba gian. Ở đây sau tờ bể màn nhuộm nâu này, chúng ta thấy có một chiếc giường nhỏ đơn sơ. Đây chỉ là nơi nghỉ ngơi của mẹ Bác Hồ. Trên chiếc giường bé nhỏ và đơn sơ này, thì mẹ của bác lần lượt sinh hạ cho dân tộc Việt Nam tới ba người con yêu được. Một năm sau ngày lấy chồng, mẹ sinh có con gái đầu lòng, đó là cô Nguyễn Thị Thanh, chị gái bác, vào năm 1884. Bốn năm sau, mẹ sinh người con thứ hai là cậu Nguyễn Sinh Khiêm, anh trai của bác. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1890, một buổi sáng hương sen thơm ngào ngạt, Bác Hồ muôn vàn kẻ yêu đã được cất tiếng khóc chào đời trên chiếc giường đơn sơ và bé nhỏ này. Ngày đó bác được ông bà bố mẹ đặt tên là Nguyễn Sinh Cung, sau này đi học bác còn lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Ở đây ta còn lưu giữ một chiếc khung cửa dệt vải ạ. Đây là công cụ lao động được gắn bó với suốt cuộc đời của mẹ bác. Đêm đêm mẹ bác hồi dệt vải, đặt con vào vòng này, mẹ hát ru con vào những làn điệu dân ca của người dân xứ Nghệ. À ơi, con ơi, mẹ dặn câu này, chăm lo đèn sách cho tay áo cơm, làm người đội sạch sách thơm, công danh phụ nhẹ nước non phải đền. Tuổi theo bác Hồ được lớn lên trong những lời ru ngọt ngào của mẹ, lời ru đó đã theo bác trong suốt thanh tình ra đi tìm đường cụ nữ. Mà đến giây phút cuối đời sắp đi xa, Bác Hồ đã từng nói: tôi muốn nghe một câu hò sự nghề. Là lúc Bác Hồ đã nhớ mẹ và nhớ quê hương của mình ra diện. Nhưng mà gia đình Bác Hồ chỉ sống trong ngôi nhà này được có 5 năm. Thì năm Bác Hồ lên 5 tuổi, bố lại vào học ở trường của tự giám hủy. Số học bổng trường cấp quá ít ỏi, không đủ điều kiện chung sức trang trải. Ông bởi việc quê bàn vội vừ, đem tất cả con đi cùng. Nghệ An đi Huế ạ, quãng đường thì dài hơn 400 cây số. Nhà Bác Hồ nghèo, không có đủ điều kiện thuê xe ngựa, cả gia đình đã đi bộ sông xã gần một tháng trời mới tới được mảnh đất Nghệ đó. Bác Hồ cậu bé 5 tuổi lúc được bố cõng, mà phần lớn thì được mẹ bác đặt vào một đầu quốc cảnh nhỏ là để quay đi. Chúng tôi cứ hình dung rằng hình ảnh mẹ Bác Hồ chân bà đi một đôi xẹp mô câu, nhưng mà trên vai thì nằm chịu một đôi quang cảnh, một bên là con nhỏ, một bên tất cả tài sản của gia đình. Mẹ cứ đi như vậy trong nắng trong mưa, cũng không ai có thể ngờ rằng đó cũng là lần xa đi vĩnh viễn của mẹ bạn mà không có ngày để trở về. Tại Huế năm 1900, mẹ sinh thêm một người con nữa. Người con trai được sinh tại Huế thì tên là cậu Nguyễn Sinh Xin. Nhưng mà sinh con xong thì mẹ của Bác Hồ đã lâm phải một căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh hậu sản sau khi sinh, sức khỏe của mẹ đã yếu dần. Trưa ngày 22 tháng chạp năm Canh Tý, tức là ngày mùng 10 tháng 2 năm 1901, chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, nhân dân Việt Nam chúng ta đón cái Tết Nguyên Đán rồi. Mẹ đã thổ hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt chồng công xa địa tuổi đời 33, đắc thời xuất sắc. Để lại gánh nặng cho chồng, đó là bốn người con thơ dài, mà trong đó em trai bà ngày đó là chưa tròn một tuổi. Cũng trong thời gian này, bố Bác Hồ thì đi công ty ở trường đi Thanh Hóa, ông sức lấy mang theo cả cầu cả Khiêm đi cùng. Cô Thanh thì ở quê nhà để chăm sóc bà ngoài.
chỉ như vậy đi theo linh kiệu mẹ bạn, người thân duy nhất. Chỉ có bà Hồ cậu bé 11 tuổi, vẫn bồng bế trên tay, đứa em gào khóc vì khát sữa. Chúng tôi biết rằng bà Loan mất. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi là Tết đến xuân về. Trong lúc trẻ con trong ba đang nô nức được bố mẹ cho đi sắm quà Tết, thì bác Hồ cậu bé 11 tuổi lại phải bị em đi các kinh thành để xin sữa cho em. Có nhiều đêm em bạn gào khóc khiến bạn của chúng ta cũng phải khóc theo. Không sao có thể kể hết nỗi đau khi mẹ bạn đã qua đời. Em trai bạn chính vì quả khát sữa mẹ hơn 2 tháng sau là em cũng mất tay với chúng. Tin vừa qua đời liền bị bố bác, ông sắc mới lập tức vào Huế. Nhìn cả con bơ vơ vì mất mẹ, ông đã vô cùng xúc động. Bởi chính bản thân ông chỉ là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ tận bé, ông hiểu rõ nỗi lòng các con mình. Thương con nhưng không thể sống mãi với cảnh cả trống nuôi con tại mấy đất để đâu. Ông đành đưa cả con quay ngược trở về đây để nước từ bên ngoài. 11 tuổi anh chị ạ, một lần nữa bạn lại đi bù từ Huế trở về quê. Lần đi này bạn đi trong nỗi đau xẻ lòng. Mẹ và em trai vừa mới mất, mà hai tiếng quê hương ngày ấy chỉ là nỗi niềm mong đời xa diện của cả gia đình. Về đây chị bà ngoài là người đã sắc sùng cạnh tay, ôm con cháu vào lòng. Biết rằng sớm hôm bên cháu sẽ làm vơi đi nỗi đau mất con của cụ. Và qua thi hồi Tân Sửu năm 1901 đã đến, gửi con cho ngoài, thì bố của bạn lại quyết định vào Huế dự qua thi hồi lần thứ 3. Lần thế này ông đỗ cao tại học vị phó bằng. Tục lệ ngày xưa đỗ đạt cao rồi thì không ở quê vừa nữa, mà vinh quy bãi tổ về làng. Gia đình bạc mới tạm về bãi đất Hoàng Trù đến nghĩa này. Bạc trở về sống tại làng xích của núi. Đó là mảnh đất bạc sống từ năm bạc 11 đến năm bạc 16 tuổi. 2 năm sau bạc Hồ theo cha vào hội lần thứ 2. Lần này bạc đi mãi, cho đến 50 năm sau khi đã là một cụ già 71 tuổi, bạc mới có dịp trở về thăm lại Hoàng Trù, thăm lại ngôi nhà nơi bạc đã sinh ra. Về thăm quê đường tới ngôi nhà tranh ba gian bệ nhỏ này, nghẹn ngào bác nói: bà con ơi, nhà của bác đây rồi. Chúng tôi cứ hình dung rằng là cuộc đời bác Hồ, dù bác đã đi rất nhiều nơi, bác đã ở rất nhiều ngôi nhà, nhưng mà khi chỉ về căn nhà lạ này, bác mới thừa nhận rằng đây chỉ là nhà bác. Thông cả kỳ vật trong ngôi nhà, đặc biệt hơn bác nhận ra chiếc rương gỗ này mà người dân miền Bắc chúng ta còn có thể gọi đó là hồng gỗ. Đôi bàn tay cụ già 71 tuổi bắt run run lần theo mẹp rương. Đừng lặng một hồi lâu nên nén phần xúc động, quay ra bác nói với bà con rằng: các cô các chủ thật là khéo dữ, chiếc rương cổ nhà bác ngày xưa mà tay vẫn còn đấy à. Em thương vị đoàn mình ạ, chiếc rương cổ này đây chỉ là quà hồi môn mà ông bà ngoài đã cho mẹ bạn ngày mẹ bạn lấy chồng. Nơi đây cất giữ những gì mẹ của bác Hồ đã tân tạo bao năm để nuôi các con khôn lớn. Và tuổi thơ bác Hồ nhiều lần từ giường mẹ, bác men theo mẹ rất nhỏ, bác mới chậm chậm tập đi những bước đi đầu tiên của cuộc đời. Và sau này bác Hồ đã nổi dài những bước dài hơn trên con đường thủ được cứu dân giải phóng dân tộc của mình. Cuối cùng thì bác Hồ lưu luyện tạm biệt Hoàng Trù, bác đã trở về thăm lại làng sức của người cách đi 2 cây số. Hiểu rõ hơn năm tháng sau này bác Hồ được sống gặn bỏ tại làng sen của nổi thế nào, tân trọng kỷ mời đoàn chúng ta sẽ về với làng sen của nổi bạc. Còn nội dung Hoàng Trù quê ngoài thì em xin phép được kết thúc tại đây. Chia tay thì gửi tới cả đoàn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin chúc anh chị các cháu có một chuyến tham quan về nguồn thật ý nghĩa. Xin chào và gặp lại mình thật nhiều ạ, thật nhiều lần nữa trên gương Bác Hồ. Chào tạm biệt tại đây ạ. Tham quan chụp ảnh, sau đó mình về với làng sen của nổi bạc cách đây 2 cây số ạ.